Chào các bạn, mình là Việt Nguyễn, kênh YouTube là Quang Việt MKT. Trong bài viết trước thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn một số cái chiến thuật để các bạn chiến YouTube Partner. Hôm nay sau cái bài trước cách đây cách một bài trước là mình hướng dẫn tạo số điện thoại ảo để các bạn xác minh kênh để các bạn up video trên 15 phút, và cái trước cái bài đó là cái bài video hướng dẫn lag 2D full màn. Thì có một số bạn hỏi mình lag 3D full màn, thì hôm nay mình cũng hướng dẫn cho các bạn lag 3D full màn để các bạn làm và nó sẽ không bị nhòe màn hình. Ok, chúng ta bắt đầu luôn. Bây giờ mình sẽ lấy một video về để mình làm cho các bạn. Mình sẽ lấy video mới nhất gần đây, đó là video của Sơn Tùng MTP. Bởi vì lúc trước cũng có bạn nói với mình là lag cái Sơn Tùng MTP trong cái giọng hát Việt đó, bị hình ảnh nhiều. Thì mình sẽ lấy cái video clip này, video này để mình làm cho các bạn nhé. Bạn ấy hỏi mình cách lag về